Về đặc điểm của giống tiêu Sirancha là thứ nhất là về thân cành lá, nó là lá rất to, xanh dày, thân mập, khả năng chống kháng sâu bệnh rất tốt và khả năng thích nghi với khí hậu ở diện rộng, sinh trưởng cực khỏe. Và thứ hai đó là chuỗi dài, khả năng đậu chuỗi hơn 95%, nó không bị răng cưa. Và giống tiêu thì thuộc loại thân thảo mềm dẻo, được phân thành nhiều đốt, tại mỗi đốt có một lá đơn hình trái tim mọc cánh, ở nách thì có các mầm ngủ có thể phát triển và sinh trưởng thành các cành tược, cành lương, cành ác và cành cho trái. Thì theo từng giai đoạn phát triển của cây tiêu, về cái cành tược hay gọi là cành vược á, thường phát sinh từ mầm cái lên các tiêu nhỏ hơn 1 tuổi. Đối với cây trưởng thành, cành được phát triển từ các mầm nách trên khung cành có phía dưới á, thì thấp của trụ và trưởng thành 1 cấp. Đặc điểm của cái cành này á, thì góc độ phân cành nhỏ dưới 450, cành mọc tương đối thẳng. Thì cành có sức trưởng thành khỏe, thường được dùng để dăm cành và làm cành giống. Về thứ hai đó là hoa quả. Cây tiêu Sirancha này á, ra hoa dưới dạng hoa tự hình dé, treo trùng lãng dài từ 20 đến 25 cm. Và điều kiện chăm sóc là trên dé hoa có bình quân 5 đến 100 hoa xếp thành hình xoắn ốc, hoa tiêu lưỡng tính hay là đơn tính. Thì qua đây là cái hình ảnh về giống tiêu nên bà con cứ xem và tham khảo. Hiện tại giống tiêu này cũng mang chất lượng cao đến với Việt Nam chúng ta. Thank you.
If you like this video, please subscribe to Kidzee Fun for more fun videos. Thank you for watching. Bye-bye.